Gì vậy? Trọng, có gì vậy? Cái giỏ với tôi. Lại thôi. Trọng ơi. Này. Kìa. Quý ơi, quý ơi. Cẩn thận đi. Nam mô. Dạ con chào cả nhà đã quay lại kênh Gió Đồng TV cả nhà. Dạ cô xin chào cả nhà quay lại kênh Gió Đồng TV cả nhà ơi. Cả nhà ơi, ngày hôm nay á, nên con có dịp đi ngang cái núi. Và cái núi này nơi chỗ thầy bùa cả nhà, và cũng có giống như là anh em con bữa nay tính là đi quay cái nơi mà cây me ngôi nhà cả nhà. Dạ. Thì nhưng mà ở chỗ đó bây giờ đang rất là nắng, tại vì con nghĩ là sau khi mà anh em con đi dắt chiều á, anh em con thấy phong linh nó ra nhiều hơn. Dạ. Và có lẽ ngay chiều nay anh em con cũng sẽ ghé ngang và quay nơi đó. Và anh em con đi lên đây thì lại nhớ đây cái căn nhà thầy bùa ở đây. Dạ. Cũng rất là lâu rồi anh em con mới quay lại. Thì anh em con muốn quay lại xem thử. Nắng quá kìa. Con nhớ ở... Chậm nói đi. Vì nói đi. À, con nhớ chỗ ngôi nhà này á cái nhà. Còn một cái phong nữa mà rất là lâu rồi anh em con chưa đến. Hình như là từ thời mà Phát còn đi quay với con với Huy với cả nhà. Dạ. Thì cái bông đó là một cái bông người phụ nữ mặc đồ màu trắng, thì cũng mới hồi hôm qua thôi cả nhà. Hồi hôm qua cả nhà thì con không biết cả nhà có coi bên kênh của cậu con không, thì hồi hôm qua, ủa hình như là cậu quay kênh nhỏ phải không? Cái kênh nhỏ vậy. Dạ, là cậu con lên đây á với anh Tú, thì lúc mà cậu con với anh Tú đi về á, và con có hỏi cậu với anh Tú á là có đến đây quay giống như là có gặp cái phong trắng mà lúc giờ con với Huy gặp không, thì cậu con nói á, cái phong đỏ lại là một cái phong mới nữa cả nhà. Thì anh em con nói với cậu á là hồi hôm qua cậu nói á là cậu lên đây thì tình hình như là cũng tầm giờ này phải không ta? Đúng rồi. Và cái phong đó rất là dữ cả nhà, và nó không cho cậu con đi vô trong nhà hay gì á. Có con hỏi Dượng con có thấy cái phong trắng này không? Dạ. Thì Dượng con nói là không thấy. Không thấy cái phong này nó xuất hiện cái nè. Dạ. Mà cũng rất là lâu rồi cái nè. Sao mà con không thấy cái phong của bà xuất hiện nữa? Với lại cái nhà, cái nhà cũng có coi cái clip hôm qua của... Thấy gì đâu. Ây da. Ây da. Gì vậy? Ây da. Trọng. Có gì vậy? Cái giỏ với tôi. Được không? Được không? Được, được. Được không? Nó mau rồi. Bây giờ nó mới giọt cứng quá quý ơi. Cái giọt cứng quá. Cái tay, có bóng đèn phải không? Nó dính vô cây cọp á. Sao tôi có thấy gì đâu? Không biết nữa. Tôi nhìn xuống tôi có cái... Tôi thấy có cái bàn tay dính vô cây cọp á. Nó mau rồi. Cái nhà, bây giờ con sẽ đặt cái máy ở đây. Cái vong linh của cái cô gái này khá là hung dữ đấy nha. Không biết có phải là khá đen chưa? Không biết có phải là cô gái không cả nhà, hay là vong của ông áo đỏ không trời? Ông áo đỏ đó. Nam mô A Di Đà Phật. Thì ông có ở nơi này á thì cũng ơi
cái nhà Hưng. Nó đóng lại thôi. Đóng rồi. Ai? Kìa. Quý ơi, quý ơi. Cẩn thận nha. Nam mô A Di Đà Phật. Cái nhà cả nhà thấy không? Nam mô A Di Đà Phật. Thì con không biết đây là vong linh của ai đang ở đây. Có từng cho kẹt cứng ngắc tay vậy. Từ từ niệm Phật đi, niệm Phật đi. Nam mô A Di Đà Phật. Thì vong linh ơi, anh em con đến đây á mục đích là muốn cúng kiến, và thứ hai anh em con không có quậy phá gì nên con cầu mong á vong linh á hãy lắng nghe anh em con nói. Và anh em con á, con biết vong linh đang gọi ở đó, và vong linh có thể cho anh em con nói chuyện vong linh xíu được không? Rồi con thấy không, quy con cái máy còn thấy không? Nam mô A Di Đà Phật. Cả nhà con không thấy cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Mất tiêu rồi. Không thấy. Ơi còn. Thấy không? Cái phía dưới kìa. Đó. Nhà ló cái đầu ra. Nam mô A Di Đà Phật. Thì vong linh nữ ơi, con không biết á là cô đã đến đây bao lâu rồi. Từ khi mà anh em con đến đây á thì anh em con đã gặp cô. Và cái chỗ này á là cái chỗ cô đang ngự. Anh em con không muốn đến đây quấy phá, nhưng mà anh em con đến đây mục đích á là chỉ muốn cúng kiến và coi thử có những vong linh nào ở đây đang cần sự giúp đỡ của anh em con, hoặc là cần anh em con cúng kiến gì đó, anh em con sẽ cố gắng để giúp đỡ cho những vong linh ở đây, chứ không phải anh em con đến đây để giành cái mảnh đất này. Đất này là đất của người ta chứ không phải là của anh em con. Anh em con á. Con Linh ơi. Nam mô A Di. Nam mô A Di Đà Phật. Anh em con đâu có làm gì Phong Linh đâu. Coi chừng nó nhiễu lên đậu vừa nghiêng. Ui đuôi ơi. Cái đậu tôi cứng ngắc ở dưới rồi. Không có lên được. Dính cái đậu vô cây luôn rồi. Cái đậu dính vô cái cây luôn rồi. Đừng có đè. Được không? Không có lú ra được, nó bị dính. Ê da. Muốn gì? Nam tôi không biết là có từng gặp con Linh chưa. Ôi, đâu cái có gì án mà tình với con Linh đâu mà. Mô Di Phật. Từ từ. Nam mô Di Phật. Dính cái đầu rồi kéo không được đâu. Dính vô cái cây luôn rồi nè. Nó bị cắn cái ngàm rồi. Sao vậy? Không biết nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Khó chịu quá. Sao trời? Cô ơi, coi như con xin cô đi. Bây giờ cô á rộng lượng bỏ qua cho con. Con hứa là con sẽ cúng kiến và con không có nói chuyện. Tôi dở lên được. Con biết cái đây là đất nhà của cô chứ không phải là đất của người ta. Bây giờ cô thả con ra đi. Nam mô A Di Đà Phật. Khỏi. Tôi dở ra được nè. Nó dính dữ. Lên không được. Bây giờ cố lì phải không? Đâu cái lá bùa cái đi quý. Ôi trời. Ơi. Ê. Ê. Trọng. Ơi. Ấy da. Ấy da bao kêu luôn. Ấy da. Ấy da. Được không? Ấy da. Cái đầu tôi. Ấy da. Bắt đập cái đầu tôi này. Cầm. Ơi. Gục gà. Ơi, sao chú lên được đó? Nó dính nó dưới, ngồi tôi lên không được. Đừng nghe chảo tay này.
Mệt quá Quỳ. Dạ. Từ lúc. Cái nhà xem cái bài cúng của con. Con cúng một phần đồ thế và ít bánh với tiền. Thank you.
Mô A Di Đà Phật, con cầu những hương linh hương hồn, chư vị đất đai, chư vị sinh thần, chư vị thổ thần, chư vị đang cai quản đất đai ở nơi này, thì ngày hôm nay con tới đây thành tâm thành ý phát tâm lên, mang những món đồ cúng hương nhang hương khói đến nơi này, và nếu có cơ duyên với phong linh nào thì con mong ngay bây giờ phong linh hãy ra hưởng những đồ cúng này và cho con được tỏ mắt để con có thể giúp đỡ những phong linh đó. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cả nhà, họ tác động lên con. Nam mô A Di Phật. Thì con để bàn cúng ở lại nơi này. Nếu ông bà nào, ông linh nào đang ở đây thì con mong là hãy ra hưởng lấy bàn cúng của con. Nam mô A Di Đà Phật. Con phải đi ra ngoài. Nam mô A Di Phật.
quái gì trời. Cây này sao cái đèn cày này cũng đốt quại lắm chị. Đứng Mô Di Phật. Con ra nè, nãy giờ cũng lâu lắm rồi nha. Mô Di Phật. Con về con xem ở máy xem có thấy được con linh nào ra hưởng những cái món đồ cúng này không cả nhà. Nam Mô Di Đà Phật, con cầu ông bà kiến dáng hỗ trợ. Cái phần bánh này con đã cúng xong rồi, thì con mời ông bà tới đây hưởng những món đồ này để con bớt phần tội lỗi. Nam Mô Di Đà Phật. Mong là con có duyên với một con linh nào đó. Cả nhà, con xin phép cả nhà con dừng video tại đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Có hẹn cả nhà nhờ ở những video tiếp theo.